Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực nấu gì ta. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn nha, món chè đậu ngự bột lọc nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu chè bột lọc, bởi vì cái chè đậu ngự là mình đã chia sẻ rồi ở những clip đầu ha. Bây hôm nay là mình để cái đường link cách nấu chè đậu ngự ở dưới phần mô tả nha. Các bạn nào chưa biết cách nấu chè đậu ngự thì các bạn vào đường link á với dưới phần mô tả xem lại giùm mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu chè bột lọc thôi. Chè bột lọc này để ăn cùng với lại đậu ngự nha các bạn. Ở đây mình tạm gọi là 3 trong 1, có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn nào muốn ăn chè đậu ngự không cũng được, hoặc là các bạn ăn chè bột lọc không cũng được, hoặc là các bạn kết hợp lại ăn chè bột lọc với lại đậu ngự cũng được ha. Đó, rất là ngon nha. Thì các bạn theo dõi mình làm nha. Thì đây là mình có một tô chè đậu ngự ha. Chè đậu ngự nấu rất là mềm nè. Đó, nguyên hạt mà nó rất là mềm nha các bạn. Đó, và một lạng bột năng ha, một ít lá dứa và một ít đường và một lon nước cốt dừa nha các bạn. Mình không mua được dừa bào, mình mua nước cốt dừa lon nè. Rồi ha, bây giờ mình sẽ đi làm bột lọc nha. Bột lọc thì mình nấu nước sôi, mình chế vào bột năng nè, rồi mình dùng muỗng mình khuấy lên, tại vì cái này nó còn đang nóng á, mình dùng tay chưa có được. Rồi tiếp tục chế nước vào đến khi nào mà các bạn nhồi cái phần bột này lại thành một khối dẻo là được nha các bạn. Cái chè bột lọc này rất là thơm, béo, béo lắm các bạn ơi. Rồi ha, mình dùng tay mình nhồi luôn nè. Rồi nhồi lại đến thành một khối dẻo luôn nha các bạn. Rồi bây giờ bột đã dẻo rồi nè ha, các bạn có thể bắt bạn kéo ra được nha. Đây, rất là ngon nè. Quá chừng ngon luôn. Rồi bây giờ giò lại ha. Giò cục lại nè. Cái phần giò cục, giò viên lại thì các bạn tùy theo nha. Bạn thích giò to hay nhỏ đó là tùy thích mình ha. Ôi ngon ghê ha. Cái này là mình vò bằng cái hạt nhãn vậy đó các bạn, như viên bi vậy đó. Cái này ăn ăn riêng chè bột lọc cũng ngon lắm nha các bạn. Rồi ha, như vậy là xong nha. Mình sẽ rưới vào đây một ít bột khô á, các bạn xóc lên cho nó đừng có dính nha. Rồi mình sẽ bắt lên một ít nước cho nó sôi lên ha. Nó sôi lên rồi mình bỏ hạt bột lọc vào cho nó sôi nổi lên là được nha. Cái này các bạn cũng có hai cách nấu nha các bạn. Các bạn nấu riêng như mình thế này cũng được, hoặc là các bạn nấu chung luôn, để chè với lại bột lọc này chung luôn cũng được nha. Rồi như vậy là đến khi nào mà bột lọc này nó nổi lên là được ha. Mình chuẩn bị sẵn một tô nước, khi bột lọc nổi lên thì mình sẽ vớt, mình bỏ qua bên tô nước lạnh này nha. Nước lạnh thường thôi, không cần phải nước đá nha các bạn. Rồi như vậy là được rồi ha. Cho hết vào tô. Các bạn nào thích thì làm theo cách của mình nha, nếu không thì các bạn nấu chung cũng được. Rồi bỏ cái nước này đi nha. Rồi mình bắt cái nước khác lên mình nấu chè nè. Mình cho lá dứa vào đây luôn.
cho khoảng một chén nước nha các bạn. Rồi cho 2 muỗng đường vào đây. Cái độ ngọt này là tùy thích gia đình nha. Và một tí xíu muối nha. Rồi để tạo độ sánh cho chè thì các bạn khuấy một chút bột năng vô trong nước rồi các bạn cho vào chè ha. Rồi đến giai đoạn này các bạn nào thích nấu như mình thì nấu như vậy. Còn nếu không thì các bạn cho đậu ngự thẳng vào trong chè đậu trong chè bột lọc này luôn nha. Mình để riêng như thế này cho dễ ăn, tại vì có những người không thích ăn bột lọc hoặc là có những người thích ăn bột lọc mà không ăn chè thì các bạn để riêng như thế này rất là dễ ăn. Các bạn để riêng về đây thì ai muốn ăn bột lọc không thì ăn, mà ai muốn ăn chè không thì ăn, hoặc là kết hợp lại ăn chung thì cái đó tùy thích nha. Rồi độ sánh như vậy là vừa, mình cho nước cốt dừa vào đây luôn nè. Đó, nước cốt dừa béo lắm, cái này dùng nửa lon nước cốt dừa nha các bạn. Mình dùng nửa lon thôi chứ không có dùng hết nha. Rồi, mình sẽ cho cái bột lọc vào đây. Đó. Ngon lắm nha các bạn, thơm bát ngát luôn nè. Mùi nước cốt dừa bay lên rồi xong rồi kết hợp với mùi lá dứa nữa rất là thơm. Rồi nấu sôi trở lại một tí nữa là được nha. Nấu cho nó vừa sôi lên là được. Rồi vậy là mình tắt lửa nhắc xuống nha. Nếm lại thử coi vừa chưa nè. Rồi như vậy là được rồi ha. Mình tắt lửa nhắc xuống đây. Rồi như vậy nó hoàn thành nha. Bây giờ mình cho ra ly nha. Đó. Rất là ngon nha các bạn. Béo lắm á. Rồi ha. Như vậy thì mình cho cái phần đậu ngự vào trong ly rồi ha. Thì bây giờ mình cho phần bột lọc vào nè. Đó. Ui béo mà thơm bát ngát luôn các bạn ơi. Rồi ha, ở trên thì mình cho một ít mè rang nha các bạn, mè rang hoặc là đậu phộng rang cũng được nha. Rồi ha, thôi thì mình xin dừng tại đây nha, mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại lần sau nha các bạn.